Thưa sư, cho con hỏi nghi thức thỉnh chư tăng về nhà cúng dường. Người cư sĩ tại gia cần chuẩn bị như thế nào để được sự lợi ích và đúng luật? Nếu muốn thỉnh các sư thuyết pháp tại sau khi cúng dường thì có được hay không? Thưa quý vị đó, để thỉnh chư tăng cúng dường thì tùy mỗi ngôi chùa, nhưng mà thông thường quý vị có thể đến xin gặp cái vị trụ trì ở đó để mà quý vị thỉnh chư tăng đến nhà để quý vị cúng dường ha. Khi thỉnh thì quý vị lưu ý một số điểm, ví dụ như thỉnh bao nhiêu vị, thỉnh bao nhiêu vị và thỉnh vào ngày nào đấy. Rồi khi mà thỉnh như vậy đó, quý vị có đặc biệt là thỉnh có đặc biệt là có cần phải có sự có mặt của cái vị nào đó hay không? Ví dụ như quý vị quý mến một cái vị sư thì có yêu cầu là trong số đó là có mặt vị đó hay không? Đấy. Rồi theo như vào thời Đức Phật á, vào thời Đức Phật thì khi mà thí chủ cúng dường như vậy thì có thể thỉnh một vị sư đến nhà trước để mà sắp xếp chỗ ở, xin lỗi, sắp xếp chỗ ngồi để cho đúng luật. Nhưng mà bây giờ thì chuyện đó cũng không đến cái mức gọi là nó nghiêm trang nghiêm túc đến mức đó. Quý vị chuẩn bị như thế nào đó thì để cho nó nghiêm trang thôi. Ví dụ như sắp xếp bàn ghế, chỗ chư tăng ngồi, chỗ chư tăng tụng kinh và chỗ cho cái vị sư để vị đó thuyết pháp. Còn về cái phần mà tre tăng, có nghĩa là cái phần ăn uống á, ăn uống thì thứ nhất là cái thực phẩm đó phải là cái thực phẩm thanh tịnh. Có nghĩa là sao? Đó là thực phẩm mà quý vị có được nhờ cái việc kiếm sống thanh tịnh, nghĩa là quý vị có không bằng cái việc sát sanh, không bằng cái việc trộm cắp, không bằng cái việc tà dâm nói dối uống rượu mà quý vị có được những thực phẩm đó. Có nghĩa là những thực phẩm đó là nó vô tội đấy, thì quý vị có thể cúng dường đến chư tăng. Còn những cái loại mà trái cây và những cái loại mà có còn cái rễ đó, xin lấy ví dụ như là giá sống. Xin đặc biệt lưu ý, thứ nhất là trái cây, thứ hai là những món là giá sống, là nó gồm luôn cả mầm và rễ, thì quý vị phải làm cho hợp lệ. Làm cho hợp lệ là như thế nào? Hoặc là quý vị cắt một miếng, hoặc là lấy dao, hoặc lấy móng tay bấm vào một cái, hoặc là quý vị hơ lên lửa. Đấy. Ví dụ như là giá chẳng hạn thì quý vị có thể bóp nó, hoặc là quý vị trụng nước sôi. Thì những cách như vậy đó để chúng ta quy định rằng là những cái thực phẩm đó nó không còn mầm sống nữa, khi đó chư tăng mới có thể sử dụng. À. Còn cái nghi thức á, thì khi mà các sư đến thì các sư sẽ hướng dẫn cụ thể hơn và quý vị không cần phải quá lo lắng như thế. Còn muốn thỉnh vị nào thuyết pháp sau khi cúng dường đó thì quý vị có thể đề nghị trực tiếp khi mà quý vị đến gặp vị trụ trì, hoặc là khi các sư đến và quý vị thư thỉnh.